Ban Nhân dân huyện ủy Vĩnh Thạnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Thạnh về việc thành lập tổ tuyên truyền vận động thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 và đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Việc thành lập tổ tuyên truyền vận động nhằm tuyên truyền kịp thời đầy đủ về các quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 và đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến cán bộ và nhân dân trong huyện nắm và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án trên. Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là nhân dân chịu ảnh hưởng bởi các dự án, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết.